Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, Thái thượng cảm ứng thiên chánh văn, người đọc Thích Nhuận Minh. Thái thượng cảm ứng thiên chánh văn. Thái thượng nói: họa và phước chẳng có cửa nẻo nhất định, chỉ do con người tự chuốc lấy. Thiện báo ác báo như bóng theo hình. Vì thế trong trời đất có các vị thần trông coi tội lỗi của người đời. Căn cứ con người đã phạm tội lỗi nặng hay nhẹ mà giảm bớt tuổi thọ của họ. Giảm thọ thì thường bị nghèo túng, hao tổn, gặp nhiều nỗi ưu tư, hoạn nạn, ai nấy đều ghét bỏ. Hình phạt tai họa theo đến, chẳng gặp những sự tốt lành, mừng vui. Sao ác gieo tai họa, tuổi thọ đã hết, phải chết. Lại có tam thai, bắt đầu thần quân ở trên đầu con người, ghi chép tội ác của họ để tước bớt tuổi thọ. Lại có thần tam thi ở trong thân người, mỗi khi đến ngày canh thân, liền lên chốn thiên tàu, tâu tội lỗi của con người. Vào ngày cuối tháng, táo thần cũng vậy, hễ ai có lỗi nặng thì giảm thọ 12 năm, nhẹ thì giảm thọ 100 ngày. Tội lỗi lớn nhỏ của con người có đến mấy trăm chuyện, kẻ mong sống lâu trước hết hãy nên tránh né. Hợp đạo thì tiến, trái đạo thì lùi, chẳng theo đường tà, chẳng dối lừa dẫu ở trong phòng tối. Tích lũy công đức, từ tâm đối với muôn loài, trung hiếu thuận thảo với anh em, sửa mình dạy người, thương xót con côi, cứu giúp quả phụ, kính già thương trẻ, côn trùng thảo mộc chớ nên thương tổn. Hãy nên xót thương kẻ ác, vui vì điều thiện của họ, giúp người trong cơn nguy cấp, thấy người khác đạt được, cảm thấy như chính mình đạt được, thấy người khác mất mát, cảm thấy như chính mình bị mất mát, chẳng phô bày sự kém cỏi của người khác, chẳng khoe khoang cái hay của chính mình, ngăn chặn điều ác, tuyên dương điều lành. Khi phân chia, nhường cho người khác phần nhiều, giữ cho mình phần ít, bị nhục chẳng oán, được sủng ái phải sợ, thi ân chẳng cầu báo, đã cho người khác thì đừng nghĩ lại rồi hối tiếc. Người được coi là thiện nhân ai cũng đều kính trọng, đạo trời giúp đỡ họ, phước lộc thuận theo, các thứ tà quái tránh xa, do họ được thần linh hộ vệ, việc làm ắt thành, có thể mong thành thần tiên. Muốn cầu thành thiên tiên, hãy nên làm 1.300 điều lành. Muốn thành địa tiên, hãy nên làm 300 điều thiện. Nếu có kẻ làm những điều phi nghĩa, trái nghịch đạo lý như sau: coi thủ đoạn độc ác là tài năng, nhẫn tâm làm chuyện tàn ác độc hại, ngầm hại người lương thiện, ngầm khinh vua và cha mẹ, khinh rẻ thầy dạy, phản bội người mình phải phụng sự, lừa kẻ không hiểu biết, dèm bán bạn học, dối trá hư ngụy, công kích thân thuộc, ương bướng bất nhân, sử dụng những thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, chẳng phân biệt đúng sai, hành xử không thích đáng, ngược đãi kẻ dưới để lập công, nịnh bợ kẻ trên để đón ý cầu lợi, chịu ơn người khác mà chẳng cảm kích, luôn ôm lòng oán hận chẳng dứt, khinh miệt dân chúng, nhiễu loạn nền chánh trị trong nước, khen thưởng kẻ phi nghĩa, trừng phạt người vô tội, giết người cướp của, lật đổ người khác để chiếm đoạt địa vị, giết hại kẻ đã đầu hàng, giáng chức người ngay, gạt bỏ người hiền, lăng nhục con côi, bức hại bà quá, coi thường pháp luật mà tiếp nhận hối lộ, coi thẳng là công, lấy công làm thẳng. Kẻ đáng phán tội nhẹ, bèn phạt nặng hơn, thấy người khác mắc tội đã bị giết chết mà vẫn còn giận dữ, biết lỗi chẳng sửa, biết điều thiện mà chẳng làm, tự mình có tội khiến cho kẻ khác liên lụy, cản trở tài năng của kẻ khác, chê bai bán bộ thánh hiền, xâm phạm lăng nhục bậc đạo đức, săn bắn chim thú, phá tổ côn trùng, kinh động nơi chim đầu, lấp hang lật tổ, phá thai hại trứng, mong cho người khác phạm sai lầm, hủy hoại sự thành công của người khác, làm người khác lâm nguy để chính mình an ổn, giảm trừ lợi ích của người khác để chính mình được lợi, dùng thứ xấu thay cho đồ tốt trong khi giao dịch, vì lòng riêng tư mà phế trừ lẽ công, trộm cắp tài năng của kẻ khác,
che lấp điều lành của người khác, phô bày những điều xấu của người khác, rêu rao chuyện riêng tư của người ta, làm cho kẻ khác hao tổn tài vật, chia lìa cốt nhục của kẻ khác, xâm phạm những thứ yêu thích của người khác, giúp kẻ khác làm quấy, phô trương oai thế cho thọ chí, làm nhục người khác để giành phần thắng, hủy hoại mùa màng của người ta, phá hoại hôn nhân của kẻ khác, vừa mới giàu có đã kiêu căng, tùy tiện trốn thoát không biết hổ thẹn, mạo nhận ân huệ, chối bay tội lỗi, giả họa ác ý, mua bán danh hảo, ôm lòng sâu hiểm, ém tài người khác, giấu giếm sự kém cỏi của chính mình, cậy oai bức hiếp, phóng túng hung bạo, giết hại tổn thương kẻ khác, vô cớ cắt xén, không có lễ lạc mà giết hại gia súc, phung phí ngũ cốc, khiến cho chúng sanh vất vả ưu phiền, phá hoại nhà người khác, chiếm đoạt của cải, phá hoại đê điều, đốt nhà làm hại dân cư, làm loạn phép tắc để khiến cho công sức của người khác bị thất bại, phá hoại vật dụng của người khác, khiến họ chẳng sử dụng được, thấy người khác vinh hiển sang cả, mong họ bị lưu đày, biếm trích, thấy người khác giàu có, mong họ tàn mạt, thấy vợ con người ta xinh đẹp, nảy lòng gian díu, thiếu nợ người khác tiền bạc của cải, bèn mong họ chết đi, mong cầu chẳng được tội ý, sanh lòng oán hận chửi rủa, thấy người khác xa chân lỡ bước, bèn rêu rao lỗi lầm của họ, thấy người khác hình hài chẳng vẹn toàn, bèn chê cười, thấy người khác có tài năng đáng ca ngợi, bèn chèn ép, chôn bùa yếm đối hại người, dùng thuốc giết chết cây cối, oán giận thầy dạy của chính mình, xung đột với cha anh, đoạt ngang cướp càn, thích xâm lấn chiếm đoạt, cướp bóc để trở nên giàu có, xảo trá cầu thăng quan lên chức, thưởng phạt chẳng công bằng, hưởng lạc quá độ, hà khắc ngược đãi cấp dưới, đe dọa người khác, oán trời hờn người, chửi gió mắng mưa, tranh chấp kiện tụng, kéo bè kết đảng làm quấy, nghe lời thê thiếp trái nghịch lời cha mẹ dạy răng, có mới nới cũ, tâm khẩu chẳng nhất trí, tham lam sằng bậy, đoạt tiền của, lừa dối bề trên, nói lời ác độc, dèm chê hủy bán người lành, hủy bán kẻ khác, tự khoe bản thân chánh trực, nhục mạ thần linh, tự xưng mình là chánh đáng, bỏ thuận theo nghịch, phản bội người thân thuộc, chạy theo người ngoài, chỉ trời đất thề thốt làm chứng cho lòng dạ xấu xa, viện dẫn thần minh, hầu chứng giám chuyện tồi tệ, cho rồi lại hối, vay mượn không trả, cầu mong quá phận, dốc hết sức bày vẽ tạo tác, dâm dục quá mức, lòng dạ thâm độc, ra vẻ hiền lành, cho người khác ăn thực phẩm dơ, bàn môn tả đạo dối đời, thước non thước thiếu, cân nhẹ thương non, đồ giả xen lẫn hàng thật, dùng thủ đoạn để kiếm lợi gian trá, chèn ép người lành khiến họ mạt riệp, dối gạt kẻ ngu, tham lam không chán, thề thốt để người khác tin mình chánh trực, ham nhậu nhẹt quậy phá, ruột thịt giận dữ tranh chấp. Trai không trung lương, gái chẳng nhu thuận, bất hòa với vợ, chẳng kính trọng chồng, thường thích khoác lác kiêu căng, thường hay ganh tị, đối xử với vợ con không ra gì, chẳng lễ phép đối với bố mẹ chồng, khinh rẻ tổ tiên, vi phạm mạng lệnh của bề trên, làm chuyện vô ích, ngầm đổi lòng thay già, rủa mình rủa người, yêu ghét thiên vị, nhảy qua giếng và bếp lò, nhảy qua thức ăn, nhảy qua người khác, tổn hại con cái, phá thai, làm nhiều chuyện ám muội, ca múa vào cuối tháng ngày lạp, gào hét giận dữ vào ngày đầu tháng hoặc sáng sớm, quay về hướng bắc hỉ mũi khạc nhổ tiểu tiện, đối trước bếp lò ca hát khóc lóc, lại còn dùng lửa từ bếp lò để châm hương, nấu thức ăn bằng củi dơ, ban đêm thức dậy thân thể lõa lồ, hành hình nhằm tám ngày tiết, hướng về sao băng khạc nhổ, chỉ trỏ cầu vòng, bợp chợp chỉ trỏ tam quan, nhìn mặt trời mặt trăng thật lâu, mùa xuân đốt rừng để săn bắn, hướng về phương bắc chửi rủa độc địa, vô duyên vô cớ đánh giết rắn rùa. Đối với các tội như thế,
thần Tư Mạng tùy theo tội nặng hay nhẹ mà bớt tuổi thọ của người gây tội. Tuổi thọ đã hết sẽ phải chết, đã chết mà còn chưa hết nợ thì con cháu phải gánh tai ương. Lại còn những kẻ cướp ngang tài vật của người khác thì vợ con, cả gia đình của hắn phải hứng chịu dần dần cho đến chết. Nếu không chết chóc sẽ bị những chuyện như tai họa, nước, lửa, trộm cướp, mất mát vật dụng, bệnh tật, khẩu thiệt vân vân để trả cái giá cướp càng. Lại còn những kẻ giết oan người khác sẽ đổi lại bị giết trong chiến tranh. Kẻ chiếm giữ tài sản phi nghĩa, ví như dùng thịt nhiễm độc để cứu đói, dùng rượu ngâm lông chim trắm để khỏi khát, không chỉ là chẳng tạm no mà còn phải chết. Hệ giấy thiện niệm tuy chưa làm lành, các thần đã đi theo. Tầm móng niệm ác tuy chưa làm ác, hung thần đã theo. Nếu kẻ đã từng làm ác, về sau sửa đổi hối hận, chẳng làm các điều ác vẫn làm các điều lành, lâu ngày chày tháng ắt được các khánh, đó gọi là chuyển họa thành phước vậy. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau: 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản: 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. 2. Tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11 11 747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. 3. Tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng Friends, Bank Address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province, Swift Code BFTVVNVS 056, Account No 0561 370 747474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.